Chào mừng quý cô bác đã trở lại với kênh món chay của mẹ quê. Hôm nay em vào bếp để làm một món ăn vặt cho bữa trưa nha. Món này gọi là xôi nướng. Thì cũng là xôi thôi ạ, nhưng mà nướng lên thì nó giòn bên ngoài, nó mềm dẻo bên trong và ăn có mùi thơm. Quý cô bác có thể ăn kèm với chà bông chay, sườn nướng chay hoặc là khô chay chiên giòn. Còn em sẽ ăn cùng lát heo chay nướng nha. Miếng lát heo chay thơm lừng, bên trong có củ sắn giòn giòn, cùng với mùi thơm của miếng xôi nướng, cắn vào một miếng nó giòn rụm luôn. Ăn vào buổi trưa thì ngon vô cùng. Giờ quý cô bác hãy cùng làm với em nha. Em dùng một chén gạo nếp, nấu cho nó chín thì được một đĩa cơm nếp như thế này. Gạo nếp em nấu bằng nước dừa. Cái trái dừa khô em chặt ra, lấy cái nước để nấu cơm nếp. Còn cơm dừa thì em nạo ra để chút xíu trộn vô luôn. Lát heo chay em ngâm nước cho nở mềm, sau đó rửa sạch và vắt khô. Củ sắn hay còn gọi là củ đậu em cắt nhỏ bằng đầu đũa ăn. 2/3 chén cơm dừa em đã nạo xong rồi nè. Gia vị nêm thì cũng như thông thường thôi ạ. Em dùng tương ớt, sốt ướp đồ nướng, đường và hạt nêm chay, thêm một ít mè rang nữa cho xôi thêm thơm. Cần thêm một ít dầu ăn và nước mắm chay nữa ạ. Và phần nguyên liệu chỉ như vậy thôi. Bây giờ thì quý cô bác cùng làm với em nha. Một chén gạo nếp em sẽ nấu ra được 2 chén cơm nếp. Bây giờ em cho vào đây một muỗng canh mè rang, trộn đều lên. Mè thì quý cô bác dùng mè trắng hoặc mè đen đều được nha. Phải rang lên cho nó thơm, hãy cho vào xôi. Tiếp theo là cho vào đây 2/3 chén dừa nạo. Tùy theo khẩu vị của quý cô bác, thích ăn béo hay không. Nếu béo có thể thêm dừa nữa hoặc là bớt lượng dừa lại cũng được ạ. Nhưng mà cái món xôi này nhiều dừa nó sẽ rất là ngon. Một viên xôi em sẽ làm bằng một nắm tay. Quý cô bác tạo hình như thế nào cũng được, có thể vo tròn nè, hoặc là tạo thành khối dài như em, hoặc là ép dẹp thành miếng đều được cả. Còn em sẽ cuộn tròn như thế này nha, để làm cho nó giống như là cơm lam vậy á. Sau khi đã cuộn tròn cho nó chắc chắn rồi thì quý cô bác cứ cho vào nồi chiên không dầu mà chúng ta chiên, hoặc là có thể nướng trên bếp than đều được. Nếu nướng trên bếp than thì quý cô bác dùng que tre, chúng ta xỏ theo cái chiều dọc của cái que này và để lên bếp than và nướng thôi ạ. Hoặc là quý cô bác có thể dùng chảo chống dính, chúng ta áp chảo, nó vẫn giòn ngon. Còn em sẽ dùng nồi chiên không dầu, chiên ở nhiệt độ 180 và trong vòng 10 phút. Sau đó thì trở cái mặt bên dưới lên và tiếp tục chiên 10 phút nữa, cũng ở nhiệt độ 180. Lát heo chay quý cô bác ngâm nước cho mềm, sau đó thì rửa lại, vắt khô nước và mang đi xào. Cho một ít dầu ăn vào chảo, cho củ sắn đã cắt nhỏ và lát heo chay vào chung luôn. Nêm gia vị vào tùy theo khẩu vị của quý cô bác. Ở đây em có 23 miếng lát heo chay như thế này. Em dùng một muỗng cà phê tương ớt, một muỗng cà phê sốt ướp đồ nướng, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm chay và nửa muỗng cà phê nước mắm chay. Đảo đều khoảng 1 phút thì quý cô bác cho vào đây một muỗng canh nước lọc. Sau đó thì xào đều ở lửa nhỏ. Để lát heo chay thấm gia vị, sau đó thì khô lại. Thì tắt bếp và để nguội thì quý cô bác hãy cuộn nha. Phần nhân bên trong không dùng củ sắn, có thể dùng nấm, dùng cùi dừa, dùng chả chay hoặc là đậu que đậu đũa đều được cả ạ. Lát heo chay khô lại như thế này là được rồi. Bây giờ em tắt bếp và để nguội. Sau một thời gian nó nguội thì bây giờ em bắt đầu cuốn nha. Quý cô bác cứ cuộn như thế này, rất đơn giản. Ở bên trong là miếng củ sắn, bên ngoài là miếng lát heo chay. Cuộn tròn lại, sau đó dùng tăm tre chúng ta xuyên để định hình. Một que tre như vậy chúng ta xuyên 3 cuộn là đủ rồi. Lát heo chay em đã chiên chín rồi, bây giờ chỉ cần áp chảo lại một chút nữa cho nó thơm và có màu vàng đẹp. Có thể áp chảo trên bếp ga hoặc là nướng trên bếp than đều được ạ. Em sẽ dùng chảo đá để nướng trên bếp ga nha. Chảo đá này cũng rất là tiện lợi, không cần dầu gì hết, không hề bám dính và độ nóng của nó cũng rất nhẹ. Quý cô bác cứ nướng thêm một chút nữa cho nó khô lại là được. Và đây là phần xôi sau khi em đã hoàn thành. Thịt nướng cũng đã xong, có màu rất là đẹp phải không quý cô bác? Cái mùi của nó cực kỳ thơm. Cái phần xôi này bên ngoài thì giòn rụm, bên trong thì vẫn mềm và dẻo. Lát heo chay nướng xong khô chứ không bị cứng. Bên ngoài thì dai ngon, bên trong thì giòn giòn từ củ sắn.
cắn một miếng xôi giòn giòn thơm thơm và dẻo dẻo, thêm một miếng thịt mặn mặn ngọt ngọt, giòn giòn từ củ sắn. Món này ăn chơi bữa trưa thì ngon lắm luôn ạ. Em xin chúc quý cô bác có những bữa chay thật là ngon miệng nha. Còn bây giờ video của em đã hết rồi. Rất cảm ơn quý cô bác đã theo dõi video của em ạ. Xin hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau nha.